đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ngơ ngác trước dáng ngời vi diệu của Hoa hậu Thùy Tiên, fan dụi mắt 4-5 lần vẫn không thể tin được. Là Miss Grand International 2021, nên hình ảnh của Thùy Tiên ngày càng phổ biến, rộng rãi đối với các fan sắc đẹp. Mọi hoạt động cử chỉ của nàng hậu luôn được khán giả chú ý. Và mới đây, Thùy Tiên đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc nàng hậu đang ngồi ghi hình cho một chương trình nào đó. Trong khi gương mặt biểu cảm của Thùy Tiên rất chăm chú, nghiêm túc, nhưng điều đáng chú ý là dáng ngồi của Thùy Tiên trong lúc này. Vì chiếc ghế khá thấp nhưng đôi chân quá dài nên dáng ngồi chéo chân của Thùy Tiên nhìn qua khá đặc biệt. Chân phải và chân trái của nàng hậu liên tục đang chéo vào nhau khá dẻo dai. Thậm chí có lẽ nhiều khán giả phải dụi mắt liên tục 3-4 lần mới hiểu rõ được cấu trúc dáng ngồi độc lạ này của Thùy Tiên. Ngay sau khi nhìn lại dáng ngồi của mình, Thùy Tiên cũng cảm thấy bất ngờ và chia sẻ: không hiểu sao ngồi được vậy luôn á cả nhà. Trước khoảnh khắc hài hước này của nàng hậu, nhiều fan sắc đẹp đã vào bình luận: ủa rồi chị Tiên là hoa hậu hay diễn viên hài vậy? Em bị trừ một điểm thanh lịch nha, vì dáng ngồi độc đáo này. Giải cứu khớp chân của chị Tiên mọi người ơi, chị ngồi mà thấy đau giùm chị luôn. Có thể thấy khi đã là hoa hậu nổi tiếng, mọi hình ảnh đều phải chỉnh chu từ dáng ngồi đến cách đi đứng. Từ khi đăng quang, Thùy Tiên ngày càng lấy lòng được nhiều khán giả bởi ngoại hình và sự thông minh của mình. Và dù nàng hậu vừa có cách ngồi chéo chân đau khớp nhưng lại khiến nhiều người phải bật cười vì quá hài hước. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.